Mình xin chào bạn nha, chào mừng bạn trở lại với kênh Minh Dầu của mình nha. Thì hôm nay lại tiếp tục solo anh em ơi. Và mình cầm vị tướng Masa, mình sẽ solo với Terry anh em ơi. Nó thì đầu game thì mình khá yếu, mình cố gắng mình né đây mà. Nó đèn nó bắn quá trời bắn luôn. Nó bắn như được mùa luôn anh em ạ. Anh thì thật sự không vậy cũng anh em cũng thông cảm cho mình là mình cũng khá là bận, mình không thể nào livestream được cũng như là làm clip cho anh em xem được. Mình chỉ có lên clip bên game Pokemon thôi. Dạo này thì game đó nó cũng đang hot lại, anh em chơi anh em yêu cầu thì mình làm thời tiết cho anh em, tại vì cũng không phải bạn nào cũng có điều kiện để nạp anh em ơi. Đó, nên mình làm thời tiết cho anh em thì hàng ngày mình 6 giờ sáng thì mình sẽ đăng, nhưng mà bữa nào bận hay là trễ quá thì chắc có thể là khoảng 7 giờ mấy 8 giờ mình cũng sẽ đăng thôi anh em ơi. Còn nếu mà trễ quá thì mình cũng vẫn sẽ đăng. Nhưng mà nó hơi trễ nên anh em canh canh bật chuông thông báo nha anh em. Đó thì trận này thì mình đầu game thì mình hơi yếu rồi nó tí đó, bây giờ mình chỉ có thể đánh ngang ngửa anh em ơi, tại vì mình đã level 4 à lúc đây à. Trận này quá nhàn, trời ơi nhàn hết cưng, nhàn hết, tiến đầu game ăn được anh là tới giữa game là ăn được anh ạ. À, trời ăn quá nhàn, tóc biến vô bính luôn anh em ơi, tóc biến vô bính luôn à, chiến cầm đầu luôn anh em ơi. Thường thường mà mấy người mà cái gái vậy là mình hay chơi khô máu lắm vậy hé. Anh này đâu nên nó nhàn, ý nó là kèo này dễ ăn anh em ạ, không có dễ ăn đâu cưng. Nó giữa game là cưng sẽ đuối, rồi giữa game tới cuối game là cưng cũng hơi đuối đó. Đó cho cưng lên gọi là vua chân trôi hay gì đó cũng anh cũng không sợ đâu, anh cấu máu trước cho nè. Ồ bắn dữ vậy, bắn dữ vậy này thì bắn bắn nè. Né né đây mà mình cũng né né, mình cấu máu đây mà, tại vì nó bắn gọi là xuyên lính mà. Đây nè, rồi chuẩn bị tới công chuyện, chuẩn bị tới công chuyện, bật chiêu cuối dí theo anh em lụm. 2-1 này thì quá nhàn hết cưng. Trời ơi non còn non lắm, đừng gái sớm nha cưng. Trời ơi tưởng gì, rồi mình lên cái quyền trượng nha anh em, để mình tăng khả năng hút máu anh em ạ. Đây mình đợi nó ra nha, mình không có trụ nha, đợi nó ra, đợi nó ra nè. Lấp ló nè, thập thò không lo cũng chết. Rồi bắn chiêu cuối giật lính sợ gì hả, trời ơi sợ cưng núp trụ nè. Kèo gì anh sợ, kèo này anh không sợ đâu nhé cưng. Này tẩm thêm một chiêu một nè, có mặt nạ này mà thiêu đốt nữa. Ngon chạy ra đây, ngon chạy ra đây, lụm mày liền luôn. Bước cái đây, bước đây, bước cái đây. Rồi, còn nữa nữa cây máu thì thôi, hiểu số phận rồi cái nè, anh dí cho tới cùng. Anh dí cho tới cùng. 3-1. gái hộ đi. Đó. Máy. Y đã nói mình là máy mà đánh hay quá đi mà. Thiệt tình chứ. Có máy nào mà chat được vậy không? Thua rồi phải đặt lý do lý chấu rồi nữa. Cấu máu nữa nè, mình sẽ lấy nội tại nha em, có lính lấy nội tại nha, đủ mình sử dụng chiêu hai hút máu cho nó nhiều đó. Trúng một chiêu của anh là hi cưng đuối, đuối liền. Rồi, tới công chuyện nữa nè, tới công chuyện với anh chiêu cuối. Chạy hộ. Không đường nào chạy được luôn cưng, bỏ cái quần lên đặt ổi cũng chạy không thoát nữa, làm sao mà chạy được. Ok bây giờ mình sẽ lên một món xiên giáp nè, chịu cũng mang, dẫn đợi nó ra nha em, dẫn đợi nó ra lụm nó thêm nè, đánh nào nó nản là mình win. Đâu mới tiêu rồi, thấy à, thấy nó xuất hiện này thì lộc ca nè, gái sớm nè. Anh dí cho thêm chậu đúp luôn, nó mất tiêu rồi đó, mình cũng top massage đó chứ đừng giỡn, tại vì giảm sức mạnh thôi đó, cầm đi mid đi top đi HP luôn em, chỉ có là lúc đó mình chưa có đi gần thôi, tại mấy bạn không cho đi gần chứ gặp cho cũng đi. Rồi, có máu chút mà trúng rồi thì chơi luôn, sợ gì. Chiêu 2 chiêu 1
Chiêu hai hội khúc mão bá đạo liền. Rồi ơi, 5-1 rồi. Jack Win luôn anh em ơi, chứ cái nào là mình đánh trụ miếng cho nó chạy ra, nó tranh thủ nó ra, bắt đầu mình hạ nó mạng nữa, bắt đầu mình win đó. Nó ra rồi, nó ra đó, đánh này gọi là nó quá nhiều đúng rồi, mà nó nói giùm mình anh em mình nhiều quá này nè, có máu nè, còn nửa cây thì cứ bay vô combo thôi, núp mà một mạng nữa là win được anh em ạ. 6 phút 6 mạng là ngon lành luôn đó. Bước cái đây nào bạn ơi. Rồi lên huy chương trôi rồi anh em ơi. Lên huy chương trôi thì cấu máu cho mắt huy chương trôi trước. Đây đây đây. Rồi chạy ra đây thì đường nào chạy nè. Đó, chiêu cuối, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1. 6 phút 6 mạng. Win luôn anh em ơi. Win luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video nha. Thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo hay là những buổi livestream tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.